Cái này cái linh sam nha các bạn. Cái này nói chung có phong. Cái này cái lá trung nha. Lá nó lớn lớn, lá nó tầm trung chứ không phải lá lá kim nha. Xong hình lá trung. Cái này cái bảo tàng chắc người ta làm được 2 năm các bạn. Mình đón cái chốt cành này làm chắc được khoảng 2 năm rồi. Nó bự cái ngón tay tôi. Cái chốt ở trong nó bự cái ngón tay trỏ tôi rồi không. Cái này cái hoành cũng nhỏ nha các bạn. Hoành cái này chắc khoảng mười mấy, 17, 18. 7, 18 nhiều quá. Nói chung nhìn nó linh sam nha các bạn. Cái này bán cho anh em mua chơi giải trí nó cũng được các bạn, nhìn nó cũng được, tạm ổn. Nó có vàng dâm mà mấy bạn về làm lại vô kẽm dặn lại. Cái này hồi dặn cũng cơ bản à. Nghĩ cho anh em mấy cái cành thì xuống làm lại. Linh sam phải vô. Linh sam phải làm vô kẽm thường xuyên nha các bạn. Tại cái cành của nó linh sam mình phải làm vô kẽm thường xuyên, giữ cái cành hoài, tại nó cái cành theo thời gian nó bị, nó giống như nó bị mất cái phơm á, vô kẽm thường tới nó đạt được cái đầu già nó mới giữ được cái phơm ổn định, chứ mấy cái này nó chưa giữ đâu, tại nó lớn lên là nó bắt đầu cái cành nó bị nhóng lên á, không giữ được cái theo ý mình muốn. Mai chân thủy thì nó dễ hơn chút, linh sam nó hơi chuyện nó bị cái tình trạng đó nha bạn. Mình uống mình giữ cố định nhà, nhưng mà mình buông kẽm ra là nó bị lệch cái vị trí đó, nên mấy bạn phải vô kẽm thường xuyên để giữ cái phơm đó, tới chừng mà cái cây nó đạt được cái độ già nhất định rồi mình mới buông kẽm hoàn toàn. Làm tàn thì lẹ, tại cái độ lớn nó lẹ, nhưng mà cái cành nó ưa bị giống, nó bị thay đổi khỏi vị trí. Xin chào nha bạn.